去哪儿人多。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
佢係一種賴住世。中国人多，但是也是中国人。这个终于打不算了吗？中国人就是这样，更加大声
cho đầu lúc tối nọ nên ta gặp biết cho tôi lúc tối nọ thế nhưng mà qua chỉ tôi nọ nên ta lại thích gì mà lúc tối nọ thế cho không có nhớ tôi nhung bà lê nhớ cho đỡ lúc chế nọ đó là tới cho ta luôn là nọ thì phải đứng vai dọc tờ là thế nó thôi chị chứ mà trong một cò có giờ thì ô tô nó đâu thế thì lỡ thế là có giờ chế bay ngã cái loại này là bằng bay là
学点学两年，都有动作就带领他们，忙碌的不需要忙碌，带个人，原来就是这样，有动作，有动作，我都要把它放下，到一个山，到一个山上来嘛，我们来刚好的这么走。别嘛说呀，那个是安排工了，我们家我们打了，就是我们家我们家那个。Lâu nữa
cái tôi nói cái lấy cái tôi nhận có là chỉ có cái gì cái đồ đấy cả nó có thể là không có chỗ đâu rồi đấy không hẳn bây giờ thì đầu tư giả có mà cái đó là cái ý nói gì nè, bắt cho khánh chơi rồi. Nó chơi này tay bé nhờ ba nhà lo, ứ nhờ ba trẻ ha. Này tay gửi cho ba nào viếng thế chơi bé xin chạy lo.
Cái gì nữa? Cho tiếp.
rồi cắt cái chân nó luôn thế kia. Thế mà xin chị đồ nhớ trong đây chị xoáy đó.